Nhận định dự đoán kết quả Philippines gặp Brunei bảng A AFF Cup 2022. Nhận định Philippines gặp Brunei bảng A AFF Cup 2022 lúc 17 giờ ngày 23 tháng 12. Dự đoán kết quả Philippines gặp Brunei chính xác nhất. Trận đấu giữa Philippines và Brunei tại bảng A AFF Cup 2022 sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 23 tháng 12. Nhận định Philippines gặp Brunei, bất chấp việc đội tuyển Philippines không có được thành tích tốt trong những năm gần đây, nhưng tại AFF Cup 2022, họ vẫn nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ. Tuy nhiên, mục tiêu của Ascans ở giải lần này không có gì khác ngoài việc cạnh tranh tấm vé vượt qua dòng bảng. Nhưng đây được đánh giá là một nhiệm vụ khó bởi Philippines nằm ở bản đấu có sự xuất hiện của hai ông lớn là Thái Lan và Indonesia. Đặc biệt, niềm tin của họ đã phải nhận gáo nước lạnh ngay trong trận trao quân khi để thua đội bóng bị đánh giá thấp hơn là Campuchia. Trong màn so tài trên, đội bóng của quân luyện viên Julie đã thi đấu khá rời rạc và thiếu chính xác trong những tình huống quyết định. Không những thế Philippines còn tỏ ra kém chắc chắn trong khâu phòng ngự. Bên kia chiến tuyến, Brunei đã đánh bại trong Timor và giành vé dự vòng bảng AFF Cup 2022. Nhưng tại giải đấu lần này, họ vẫn bị xem là ngân hàng điểm của các đội bóng tại bảng A. Ngay trận trơ quân, những chú ông bóp cày đã nhận trận thua đậm 0-5 trước Thái Lan. Ở lượt trận thứ hai vòng bảng, thầy trò của lương chiên Rivera tiếp tục phải đụng độ với đối thủ được đánh giá cao hơn họ rất nhiều là Philippines. Trận này nhiều khả năng Philippines sẽ dâng cao đội hình cho tấn công ngay từ đầu và tìm cách giải quyết nhanh đối thủ. Nhưng chắc chắn họ sẽ không được phép lơ là trong phòng ngự nếu không muốn nhận những tình huống phản đòn từ đội bóng áo vàng đen. Dự đoán kết quả Philippines và Brunei 3-0 Thông tin liên quan Philippines thua 3 qua 1 và thắng 1 trong năm trận gần nhất. Philippines chỉ khi được 3 bàn trong năm trận gần nhất brunei thắng hai và thua 3 trong năm trận gần nhất trong hai lần gặp nhau brunei toàn thua philippines đội hình dự kiến philippines mendoza aguinaldo tabinas limbo strok hartman amita minegishi bias daniels và calantes đội hình của brunei niadin tarif otman Junops suhami Aidis Cassifun, Zubri, Suleiman, Ramli và Said